Xin chào bà con. Thì cái vấn đề hôm nay á, mình quay và vô vườn thăm vườn của bà con nông dân á, thì cái vấn đề mà lâu nay bà con trồng cái sầu riêng á, mà giai đoạn trái bằng trứng ngỗng á, trứng gà trở lên á, hay giai đoạn quan trọng nhất hay giai đoạn sinh lý á, như trên clip mà quay bạn xem á, thì hầu như tất cả bà con á đều rất là lo ngại về cái vấn đề trồng sinh lý như thế này. Nói chung là cây sầu riêng cũng là cây tơ, nói chung lượng trái rất là nhiều. Nhưng mà con mình nông dân mình cứ sai lầm là cứ đậu nhiều trái là mừng thôi, là thích thôi. Khi mà trái nhiều á, mà rụng sinh lý trút một lần trút hết đồng loạt á, thì con bảo phun thuốc gì cũng rụng hết. Cái này là rất nhiều bà con ta sai lầm á. Như trên cái clip mình quay mình xem á, những cây sầu riêng trút trái đồng loạt á, rụng trái non rất là nhiều nè. Có nhiều bà con á, cái này mình chia sẻ quan điểm cá nhân của mình nha. Những cái sầu riêng tơ thế này á, khi mà rau quả mà hình thành trái như trứng gà này á, bà con lượng và sức và lượng của cây và con tỉa bớt trái đi. Có nhiều bà con chúng ta không tỉa, để dày luôn 40-50 trái vậy, 20-30 trái vậy. Thì khi đó cây thì nhỏ, không đủ dinh dưỡng, không đủ lực, không đủ sức để nuôi, bà con không chịu tỉa bớt, bà con cứ để đi. Nhận đến cái tình trạng như cái vườn của anh nông dân mình đang quay bằng xem nè, trái rụng rất là nhiều, nói chung là hoàn toàn rụng hết. Mình sẽ hái bà con xem, nó rụng sinh lý. Sinh lý ở đây á, thì theo quan điểm cá nhân của mình chia sẻ con á, ngoài cái việc phát đọt á, bà con phun chặn đọt đối với những cái sầu riêng kinh doanh á, thì ngoài ra nó còn rụng ở sinh lý, đó là thiếu dinh dưỡng cục bộ. Có nghĩa là nếu bà con không tỉa trái, để lượng trái rất là nhiều á, thì sẽ kẹt dinh dưỡng, vì trái rất nhiều những cây không đủ dinh dưỡng nó nuôi lên á, khiến tình trạng rụng sinh lý rụng rất là nhiều, rụng hàng loạt luôn, rụng không còn một cái nào luôn. Cái đó có vấn đề, đó là vấn đề quan trọng á, đó là vấn đề là rụng hàng loạt. Còn nếu rụng từ từ, rụng một hai trái, thì nguyên nhân đó bà con có thể khắc phục được rất dễ. Còn đối với những sầu riêng tơ như thế này á, mà vô có những cây bắt đầu giờ đang tháo đốt rụng rất là nhiều, mình quay bà con xem á, từng cây, tới cây nào mình xem trái cũng bị rụng hết. Thì nông dân chúng ta hay bị vấn đề đó là, nói chung là ham muốn, nói chung là muốn để trái nhiều càng tốt. Việc bà con muốn để càng trái càng nhiều càng tốt, thì thứ nhất là cây chúng ta phải khỏe, cái thứ hai bà con cung cấp dinh dưỡng về chung vi lượng và dinh dưỡng phân bón lá ở trên cây nó chắc là cân đối và đều đặn. Vì cái lượng phân mà con bón chúng ta không có đều, lúc mà con cứ lúc nào cũng NPK vi sinh, mà con bón phân chuồng mà con có vi lượng chung vi lượng mà con bón không đầy đủ trên, mà con phun dinh dưỡng thì dẫn đến tình trạng rụng trái rất nhiều. Còn cái việc mà con mình nhắc lại đối với clip này á, mình vô vườn mình hướng dẫn nông dân á, là buộc phải tỉa trái bớt. Với cây như thế này bà con để khoảng tầm 10 trái đổ lại thôi, không được để nhiều. Nhưng với cái sầu riêng mà con xem nè, trái rất là nhiều, không đủ lực để mà nuôi cây, nên dẫn đến tình trạng rụng trái hàng loạt cũng rất là nhiều. Việc thứ hai của cái việc này cần xử lý đó là tỉa trái nè, phun chặn đọt, phun chống rụng, hai ba vấn đề đó để cho khắc phục được hiện trạng rụng trái hàng loạt như thế này. Nhưng mà khi vô vườn á, thật chắc mình hướng dẫn cho nông dân này á, thì anh kêu không, anh không tỉa, anh cứ để. Thì vì thế nông dân chúng ta thì lại không muốn tỉa, lại muốn để trái nhiều, thì dẫn đến tình trạng rụng trái hàng loạt rất là nhiều. Thì vườn này cũng có kể cả bơ bút thì trái nó cũng rất là nhiều, nhưng bơ bút anh cũng không tỉa trái, dẫn đến tình trạng là trái rất là nhỏ và bị rụng sinh lý nhiều. Đọt non thì cũng đang phát triển rất là mạnh, nên qua đó đối với bơ bút và sầu riêng đều phun chặn đọt hãm ngọn và phun chống rụng trái. Đó là em đi từ từ hết vườn mà con xem về những cây sầu riêng tơ trong vườn của này, thì anh dẫn đi cũng rất là nhiều, anh chỉ từng cây từng gốc cho nông dân để mình đưa ra cái phương án khắc phục cho nông dân chúng ta. Thì hầu như năm nay một số bà con chúng ta sầu riêng nhiều người chia sẻ là rụng hết, rụng còn trái nào hết. Thì cái mình giải thích cho bà con á, bà con phải có tỉa trái, bà con lượng vào sức bà con tỉa, chứ không phải là mình bảo bà con tỉa hết. Những cái nào eo xấu bà con buộc phải tỉa bớt để cho lượng trái nó cân đối cây, để tránh tình trạng mà nó rụng trái hàng loạt, nó rụng rất là nhiều so với mọi năm. Đó là những cây tơ, còn những cây to khỏe thì nó lại khác. Thì qua cơ chế này á, mình khuyên bà con á, bà con nhìn vào tán cây và mình khuyên bà con thật sự là phải tỉa trái bớt, không nên để trái nhiều. Vì để nhiều á, thứ nhất là cây sẽ không đủ lực nuôi, cái thứ hai là thiếu dinh dưỡng cục bộ, cái thứ ba là hình thái của trái sẽ không được đẹp và rụng sinh lý rất là nhiều, khả năng rụng sinh lý rất là cao so với những cây tỉa trái. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra một số dẫn chứng cho bà con á, là con thử thí nghiệm khi mà sầu riêng chúng ta ra trái như thế này nè, trái mình trứng ngỗng như thế này á, bà con tỉa trái bớt đi, bà con tỉa đúng với cái lượng trái của cây mà con cho phép, bà con ước lượng được, bà con xem so sánh một cây không tỉa và một cây tỉa, thì hai cây đó thì cây nào sẽ rụng trái nhiều hơn.
thì mình chắc chắn cho con một điều là cái cây tỉa trái á, thì đẻ trái sẽ không bị rụng nữa, có thể là không rụng hoặc rụng rất là ít so với cây con không tỉa trái. Vì cây tỉa trái con sẽ rụng, vẫn còn lượng trái rụng sẽ vẫn còn nguyên, nói chung tỷ lệ rụng ít, khoảng chiếm khoảng 5% đổ lại. Còn cái cây mà không tỉa trái tỷ lệ rụng hầu như là 60-70%, có thể là rụng hết 90% luôn. Cái đó bà con cứ xem và đối chiếu với cái vườn của mình, thì hầu như cái vấn đề mà rụng trái này giai đoạn năm 2019 này bị rất là mạnh và bị rất là nhiều, nhiều hơn so với 2018. 2018 là do thời tiết mưa dầm, mưa cả ngày cả đêm, còn với 2019 thì cái lượng mưa của chúng ta nó rất là giảm, giảm rất là nhiều, ngày nắng đêm mưa, mà có thể là 2-3 ngày 3-4 ngày, ban đêm mới mưa một ngày, một đêm. Thì vì thế nên cái việc công tác mà phun thuốc rồi dưỡng lá rồi nấm bệnh sâu bệnh hại rất là tiện cho con, sáng con có thể phun thuốc được. Còn những cái năm 2018 là mưa cả ngày và con không phun thuốc được, không can thiệp bất kỳ một lần thuốc nào hết, dẫn đến tình trạng mà sầu riêng chúng ta rụng rất là nhiều. Thì đây mình đi hướng dẫn cho nông dân tỉa trái, nhưng anh cũng tiếc anh kêu không, anh không tỉa. Thì qua đó nên mình khuyên mẹ con á, bà con nông dân chúng ta thì hay có cái tính là muốn đẻ trái nhiều và sai, thì làm cho tình trạng sầu riêng chúng ta nó rụng rất là nhiều và cây mất sức trong nhiều năm. Thì nhiều bà con thì có những ý kiến khác nhau, mỗi quan điểm khác nhau, thì mình đi vào những cái vườn thì mình luôn luôn chia sẻ những cái quan trọng và những yếu tố thật cho bà con. Bà con thì kêu tôi để trái nhiều đi, năm nay lỡ giá cao ăn được nhiều trái trúng mùa nữa, thì qua đó nếu mà bà con để nhiều thì cái sầu riêng ta mất sức thì năm sau ra trái. Thì về vấn đề giá cả thị trường theo trái thì theo thị trường, còn về cái năng suất á, nếu bà con năm nay được giá cao nhưng sang năm giá cao nữa nhưng mà lại mất sức và không có ra được trái nữa thì bà con lại mất mùa một năm. Thay vào đó thì bà con để chế độ nó cân đối và đều đặn hơn. Chứ cái vườn này mình đi như gốc nào nó cũng rụng hết rồi, rụng ăn hết rồi. Cái giai đoạn vô khắc phục này hầu như nó cũng rất là muộn. Bà con nông dân thì đối với vườn này mình khuyên anh thì còn những trái nào được bao nhiêu thì nên khắc phục lại bấy nhiêu. Nếu bà con phun lung tung và loạn xạ tất cả loại thuốc thì đồng nghĩa cây nó sẽ bị rối loạn nên nó sẽ rụng rất là nhiều. Nên qua đó mình cũng khuyên bà con á, cái clip này mình quay cũng rất là chi tiết và cụ thể về hiện tại sầu riêng rụng hoàn lọt như thế này, để con đưa ra những phương án khắc phục. Nhưng mà nhắc lại cho con là phương án khắc phục ở hiện trạng đối vườn này, thứ nhất là phun chống rụng, cái thứ hai là phun chặn đọt, cái thứ ba là phun nấm bệnh, cái thứ tư là phun côn trùng chích thúc sâu bệnh hại, và cái thứ năm nữa là con có chế độ phân bón cho hợp lý. Trong giai đoạn như thế này bà con không nên bón hàm lượng phân đạm quá cao để tránh tình trạng và sầu riêng đi đọt rất là mạnh và rụng trái rất là nhiều. Thì ở clip trước mình cũng đã nói rồi, trong giai đoạn này là không nên phun hạt bón phân có lượng đạm cao, thì là mình cũng hướng dẫn clip trước và cách khắc phục sầu riêng rụng trái rồi. Thì một lần nữa bà con cứ xem hết cái video này, mình quay rất là chi tiết về cái vườn sầu riêng này, sầu riêng tơ này. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.